Thưa quý khán giả, đi du lịch nhưng mà du khách sẽ được tắm sông, được chơi những trò chơi trên sông nước, được lội ruộng bắt cá và được cả trồng lúa. Rất là nhiều những hoạt động đó đang trở thành sản phẩm du lịch độc đáo và riêng biệt, thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan mỗi ngày tại các khu du lịch ở tỉnh Bến Tre. Phát triển du lịch trải nghiệm cũng đang trở thành mục tiêu mà địa phương này hướng đến nhằm tránh sự trùng lấp mà ngành công nghiệp không khói đồng bằng sông Cửu Long đang vấp phải. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, nhưng nhóm du khách này lại không lựa chọn những điểm đến nổi tiếng ở thành phố mang tên Bác cho kỳ nghỉ mùa hè, mà lại đến tận thành phố Bến Tre để được trải nghiệm những trò chơi độc đáo trên sông nước này. Dù phải dầm mình trên những dòng sông để thử thách những trò chơi khá khó khăn, nhưng hầu hết du khách đều cho biết thật thích thú và mới lạ. Đầu tiên đến khu vực đây thì đầu tiên được tắm sông luôn ạ. Thật cảm giác rất là thú vị. Nói chung là nó có cái cảm giác mới mẻ và nó làm cho mình thấy sảng khoái hơn. Rất vui, được gần gũi thiên nhiên, cảm giác như là về cái quê của mình vậy đó. Đến với các khu du lịch của tỉnh Bến Tre, du khách không chỉ được đắm mình trong những trò chơi mang đậm bản sắc của vùng sông nước Cửu Long, mà còn được trải nghiệm với những ngành nghề mà có lẽ tuổi trẻ thành thị rất khó tìm thấy trong xã hội hiện đại ngày nay. Chính những sự riêng biệt này đã tạo nên thành công cho các doanh nghiệp khi đầu tư du lịch tại Bến Tre. Thông thường những ngày thứ bảy chủ nhật thì tôi Lan Dương có thể đón một ngày là khoảng tầm 1.000 đến tối đa là 2.000 khách. Còn những cái ngày lễ như những ngày lễ lớn thì tầm khoảng chừng 6 đến 7 ngàn. Lựa chọn sản phẩm du lịch riêng biệt tạo điểm nhấn đang trở thành mục tiêu của ngành công nghiệp không khói Bến Tre. Chính những sự mới lạ này là động lực giúp địa phương kỳ vọng sẽ thu hút 1.200.000 lượt khách, đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2017.